cũng chưa vợ người nào cũng có ngoại mà. Thấy không? Một, hai, ba, chị Bông, chị Tiến này không gặp nhiều chuyện, còn ông Hùng vẫn lẳng lặng làm việc của mình như mọi khi. Không có lẳng lặng nhau không? Chuyện động trời, rung linh mặt đất. Thầy Thi, thì là em hả? Thấy ai nữa? Cái gì? Mày tên là gì vậy? Có một. Rồi, cô hai. Chỉ có ở trên phim. Tao á thì là sống tới từng này tuổi nữa mà chưa thấy lần nào nữa. Tiếp. Nói vậy mà chị cũng nghe. Nhưng mà đâu như vậy đâu nè. Tại sao mà vợ lớn lại rước vợ nhỏ vào nhà ở chung như vậy? Rồi cũng bị được cái gì đâu. Rồi tiếp đi anh Thoại luôn đó. Sao câu của dì Sáu? Ủa tại sao mà vợ lớn lại rước vợ nhỏ vào nhà ở luôn như vậy? Rồi mọi người nói rồi cùng nhìn về phía ông Hùng. Sao thì sao? Chị cắm cuối đầu. Rồi, tiếp hết đầu nè. Ông Tám nói vậy cho ông nghe hết á. Vậy mà giả bộ không nghe. Bởi giờ nữa mới hẹn gặp riêng. Ông Hùng đang xách thịt đập con dao xuống thớt làm tất cả mọi người giật mình. Ôi giật mình. Ông Hùng đang xách thịt đập mặt con. Đập mặt xuống. Cái tấm thớt trúng con dao chảy máu mặt. Không có đâu. Cái này không có rồi đó. Cái này cho người tải không có. Còn không ông Hùng mặt lên cầm con dao chém bước đầu con bóng. Rồi đập con dao xuống thớt là mọi người đi về á, tan hàng về chỗ của mình á. Ông Hùng quay lưng đi hơi nhíu mày. Trời ơi, đem video cho anh Phương Bình. Coi tiếp nhíu mày nữa nha. Không có thấy cái video để tấm thớt, để dưới tấm thớt á thì đem video cho Phương Bình phải nhiều lắm. Ủa mà mình lại có gì khác đâu? À, sao chị nhiệt tình vậy? Cái đó chị mới hại giùm mọi người vậy. Ủa là có chị không? Không, em không rồi. Ai hả? Thôi để em vô thay luôn. Em không, anh mặc đồ này nhưng mà không có cáo xuống luôn. Em cởi gắn phát cho chị. Không được, thấy vú em sao? Áo khác đi em cô. Bây giờ kiếm áo khoác tay dài cho bà, bà khoác như chúng mấy bà mà bán. Bà bác, bà vợ gì đó. Tao cực, tao lấy rồi. Mặt 16, 18, xếp 2, xếp 1. Rồi, xếp báo. Ok. Sống ở từ tuổi này chưa thấy bao giờ. Không thể tin là sao vậy? Có thể chẩn vợ nhỏ như vậy hả Trúc? Tại sao? Ủa? Tại sao? Ê, tại sao? Ông làm ngộ vậy thôi. Ông nghe hết đó. Dạ giờ biết đó. Rồi, dạ bộ thôi chứ lắc hẹn riêng à. Chào, gì vậy? Dạ? Thấy chú anh Bình á, anh bắt đầu lấy hoa với bà cốp á, là anh sẽ em sẽ mới xuống nó nhỏ. Bưng thang bàn xuống đây cho mọi người khiêng đi, ra ngoài cho mọi người khiêng bàn vô nè. Cô hồn nãy giờ không có phụ hoa hết, chuyện này cũng ra là phụ đêm. Mọi người thấy cái này. Rồi chuẩn bị nè. Rồi, chị Dân cho khiên đồ luôn. Chị Dân là tập trong top 3 khiên đồ. Rồi về nghe, chân em. À, anh tới. Em cũng giống như đưa cái bàn rồi, em đi qua đây. Để em đưa cái ghế, anh đi qua đây. Em định đưa cái ghế, anh đi qua luôn. Vừa xong là bà Cúc là em lần đợt thứ 2. Rồi định ngay nè, bà Cúc mắc cỡ, bỏ đi. Đó, vừa qua đây là tầng 3. Rồi chưa? Rồi. Không có hiểu ha. Bà Cúc qua tới đây. Vừa định lấy bà Cúc mắc cỡ. Không đưa nữa. Đi ra đây. Ông về vừa tới đây. Đúng rồi. Không phụ ai hết nha, phụ của mình chị Cúc mà nha. Rồi bà nội. Cầm. Đây bà nội đi tới. Đúng không? Rồi à, cầm nè. Bóng đem vô lên nè. Cạnh tranh cho nó đều không em á. Nó dừng lại hơn nha. Đều chưa? Để chút xíu nữa. Nặng. Được chưa? Phụ nữ, đằng này đàn ông đi qua phụ hùng cúc, cắm mình qua, là sao mày? Ở vậy, đàn ông
Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.